quý vị, thưa các bạn, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã được ký kết tại Chile vào ngày 8 tháng 3. Sự kiện này được đánh giá sẽ mang đến một làn gió mới cho quá trình cải cách thể chế tại Việt Nam, cũng như điều kiện gia tăng xuất khẩu, tăng lợi thế để thu hút đầu tư. Sau rất nhiều chờ đợi vào những lợi ích mà Hiệp định TPP mang lại, đến nay doanh nghiệp xuất khẩu dệt may này vẫn hoàn toàn kỳ vọng vào Hiệp định này, dù không có sự tham gia của Mỹ và tên gọi đã thay đổi thành CPTPP, tức là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, hay còn gọi là TPP-11. Mặc dù là hiệp định không có sự tham gia của Mỹ, nhưng mà các cái thị trường mới như Canada, Australia cũng là những cái thị trường mà hứa hẹn nhiều tiềm năng với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Và hy vọng rằng sau khi ký kết hiệp định CPTPP thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có được nhiều cơ hội để gia nhập các cái thị trường mới và có cái điều kiện để xuất khẩu hàng của Việt Nam ra thế giới. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, CPTPP sẽ là chất xúc tác tạo ra môi trường liên tục được hoàn thiện bằng những cải cách về thể chế, cũng như từng lĩnh vực quản lý nhà nước cụ thể, đặc biệt là môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư thêm nguồn lực từ bên ngoài cho Việt Nam. Với những cái cải cách theo hướng mà tiến bộ và toàn diện này, thì chắc chắn rằng cái năng lực cạnh tranh thông qua một cái môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được tiếp tục hoàn thiện theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi hóa, thì chắc chắn rằng và cái thể chế của chúng ta cũng tiếp tục được cả hoàn thiện, thì chắc chắn rằng là cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế của chúng ta, của các ngành kinh tế của chúng ta và của doanh nghiệp của chúng ta và sản phẩm của chúng ta chắc chắn sẽ được cải thiện và được nâng cao hơn nữa. Có lẽ đây là cái ý nghĩa thiết thực nhất với Việt Nam. Việt Nam đang trong một cái giai đoạn mà rất cần có những cái đột phá về cải cách, đặc biệt là cải cách thể chế. Thì đây là cái mục đích, cái đòi hỏi tự thân của Việt Nam. Thì tuy nhiên đây là một cái hiệp định chất lượng cao và cùng với cái hiệp định Việt Nam thương mại tự do Việt Nam EU thì có thể nói như là những cái chất xúc tác mạnh tạo thêm cái áp lực để mà thúc đẩy cái cải cách thể chế. Và đây tôi nghĩ đấy là ý nghĩa lớn nhất của hiệp định này đối với Việt Nam. Các lĩnh vực ngành hàng được hưởng lợi nhiều nhất và trực tiếp từ hiệp định CPTPP đó là dệt may, da giày, chế biến thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, với một số ngành khác không phải không có lợi ích nhưng phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị cũng như là thái độ tiếp cận của chính doanh nghiệp. Để mà khai thác được những cơ hội của cái khung khổ hội nhập này, của hiệp định này hoàn toàn không đơn giản nếu như doanh nghiệp vẫn tiếp tục giữ một cái thái độ hoặc một cái cách tiếp cận mà thụ động hoặc là thiếu tích cực. Và chính vì vậy ở đây thì chúng tôi cũng từ cái thực tiễn mà chúng ta đã có trong những thời gian vừa qua thì thấy rất rõ là vai trò của nhà nước trong cái khởi sự để cho doanh nghiệp nhận thức được, cảm nhận được. Theo tiến trình, Hiệp định CPTPP đã được ký kết và dự kiến sẽ được các nước trong đó có Việt Nam thông qua vào dịp giữa năm hoặc cuối năm 2018. Như vậy, hiệp định sẽ phát huy được ý nghĩa, vai trò, tạo động lực cho phát triển bền vững và thực hiện được mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế 5 năm 2016-2021 của Việt Nam.